Thân ái chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Luyện Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ miễn phí của Trung tâm Cơ Đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center, TVCEC. Tôi là mục sư Peter Nguyễn Hồng Phúc, sẽ phụ trách hướng dẫn khóa học này. Các bạn có thể đăng ký, subscribe và chia sẻ kênh YouTube để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Cảm ơn các bạn và cầu xin Thiên Chúa ban phước lành và sự bình an trên các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có buổi tối hôm nay là tối thứ hai của ngày mùng 2 tháng Giêng và chúng con bước vào khóa học mới này. Xin Chúa cùng với các anh chị em của chúng con, Chúa giúp đỡ, Chúa ban phước trên các anh chị em của chúng con. Có những người lớn tuổi, có những người khả năng tiếng Anh yếu, có những người trẻ tuổi nhưng bận rộn với công việc mỗi ngày. Xin Chúa cùng và Chúa ban phước lành, Chúa thêm sức trên chúng con, cho chúng con biết nhờ cậy vào Chúa. Và Chúa cũng cho chúng con học bài tốt, chúng con được nhớ bài. Và cho các anh chị em của chúng con khi đi thi, mọi sự cũng được dễ dàng cho chúng con trong thời gian học bài. Và chúng con học có hệ thống và chúng con biết ơn Chúa vì thời này. Và chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con một khóa học mới. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con xin dâng mọi sự lên Chúa và chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và cảm ơn các anh chị em. Xin mời các anh chị em chúng ta cùng ngồi. Thưa mục sư, với con chưa được nói. Để con nói một câu mục sư. Dạ ok, rồi mời chị Oanh. Dạ. Dạ, con với con thì con chỉ biết là cảm ơn mục sư rất là nhiều. Mục sư đã giúp cho riêng con cũng như là các anh chị em trên Zoom. Thì con rất là vui mừng đi được học với thơ với mục sư. Con muốn nói vậy thôi vì con mang ơn mục sư. Con chỉ biết cầu xin Chúa phù hộ cho mục sư để mục sư giúp cộng đồng chúng con cũng như là anh chị chúng con trên Zoom. Con chả biết nói gì, cứ nói cũng vụng về đó mục sư. Con chỉ biết nói vậy thôi. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị Oanh. Dạ. Cảm ơn chị Oanh. Dạ. Ở cái bài học chúng ta học đầu tiên đó, trong 100 câu lịch sử, thì bài học đầu tiên chúng ta sẽ học về tổng thống là The President. Chúng ta học theo cái hệ thống hóa. Các anh chị em lưu ý, chú ý cái điều này. Chương trình của trung tâm 100 câu lịch sử đó, tức là tất cả toàn bộ chương trình của trung tâm, chúng ta học theo hệ thống hóa. Tức là chúng ta sắp đặt lại những cái câu theo hệ thống và chúng ta học một cách hệ thống, một cách khoa học. Chứ không phải chúng ta học một cái cách gọi là có thể nói là học theo kiểu gọi là cứ học là nhớ đó, học gì đó, học vẹt đó ha. Mình không có học vẹt, mình học để mình nhớ đàng hoàng chứ mình không có học vẹt. Cho nên là mình học theo cái hệ thống hóa và mình sắp đặt các câu lại. Có nhiều anh chị em khi học đó, học từ câu 1 cho đến câu 100 và cứ học vẹt như vậy. Rồi cái đều thiếu quốc tịch cái lên cái chia sẻ, hôm nay officer hỏi em câu số 3, câu số 27, câu số 54, câu số 67, câu số 89 gì đó ha. Thì hỏi mục sư mấy câu đó là gì không? Mục sư biết không? Không biết. Hỏi mục sư dạy sao mục sư không biết? Không, tại vì mục sư không có cần nhớ theo cái đó. Không có cần nhớ là câu số 3, câu số 5, cái câu đó là cái câu gì. Nhưng mà mình học theo cái chủ đề. Cho nên là mình học theo cái một cách khoa học, một cách hệ thống hóa. Mình học 100 câu. Nếu mà các anh chị em nhớ cái câu nào đó, nó là câu nào thì tốt. Nhưng mà mục sư thì không có cần phải nhớ cái câu đó. Nhưng mà các anh chị em đọc cái câu đó lên thì mình biết câu đó là câu gì. Mình biết câu đó, cái câu trả lời là câu gì. Mình không cần phải nhớ câu đó là câu số mấy. Ha. Nhưng mà nói vậy thì chúng ta cũng học đầy đủ 100 câu. Và câu đầu tiên chúng ta bắt đầu học đó là câu số 13. Chúng ta không học đầu tiên câu số 11, chúng ta học câu đầu tiên là câu số 13. Nhưng mà chúng ta sẽ học câu số 1 sau đó trong những bài học sau. Chúng ta học hệ thống hóa 100 câu. Các anh chị em nếu mà ai cần cái tài liệu theo cái hệ thống của trung tâm đó, các anh chị em có thể lên trên cái
website của trung tâm và trên Facebook có thể download về. Còn nếu mà ai chưa có thì email cho mục sư sẽ gửi cho. Ok. Rồi, câu đầu tiên chúng ta học là câu số 13. Các anh chị em thấy cái chữ màu vàng không? Chữ màu vàng có nghĩa là những câu này là cũng như là câu quan trọng và cũng dành cho những người lớn tuổi. Tức là những cái câu dành cho những người trên 65 tuổi, 20 câu họ thi đó. Thì các anh chị em thấy có những cái chữ gạch dưới ha, chữ gạch đít ở dưới đó, chứng tỏ đây là những cái từ khóa. Các anh chị em ráng nghe những cái từ khóa này. Nghe từ khóa này đó thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu đó. Có nhiều khi trong một câu chúng ta không nghe hết được một câu, nhưng mà chúng ta nghe được những cái từ chìa khóa thì đó là những cái từ để mà trả lời. Thì và cái câu có dấu hoa thị mà dấu màu vàng đó, tức là dành cho những người quan trọng và dành cho những người lớn tuổi. Rồi câu số 13 chúng ta đọc là sẽ nghe là name one branch or part of the government. One branch. One branch. One branch là một nhánh. One là một. Branch là nhánh. Name one branch or part of the government. Government là chính quyền hay là chính phủ. Kể ra một nhánh hay là một ngành của chính quyền. Và các anh chị em thấy chữ government và one branch, chúng ta nghe được chữ đó. Ở phía dưới này có hàng cái chữ là phiên âm. À, phiên âm theo tiếng Việt. À, dành cho các anh chị em nếu mà chúng ta yếu tiếng Anh đó, chúng ta có thể nghe theo và chúng ta có thể tập đọc theo cái phiên âm của tiếng Việt. À, đây không phải là phiên âm quốc tế, đây là phiên âm tiếng Việt. Và phần dưới này là câu hỏi bằng tiếng Việt, cho biết một ngành hay phần của công quyền. Name one branch or part of the government. À, chúng ta có thể có nhiều cái cách trả lời. À, có thể trả lời là president, có thể trả lời là congress, có thể trả lời là the court. Tức đây là cái hình tam giác này là tượng trưng cho chính phủ Hoa Kỳ, có ba nhánh. Thứ nhất là president, thứ nhì là congress, thứ ba là the court. Hoặc là president đó gọi là ngành hành pháp. Congress tức là ngành lập pháp và the court là ngành tư pháp. Chúng ta có thể trả lời một trong ba nhánh này. Nhưng mà mục sư trong bài học của chúng ta, theo hệ thống chúng ta sẽ trả lời là president. 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 Ok. Câu số 2. Và chúng ta, tức là câu số 15. Chúng ta học câu 13 và kế tiếp là câu 15. Câu 15 là who is in charge of the executive branch? Who is in charge of the executive branch? Who is in charge of the executive branch? Tức là ai phụ trách ngành hành pháp? Các anh chị nghe chữ là executive branch. Executive branch. Executive branch. Ha. Hồi nãy chúng ta là one branch, bây giờ là executive branch. Và câu trả lời là president, cũng là president. 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 Câu số 3, chúng ta học là câu số 32. Who is the commander-in-chief of the military? Các anh chị nghe được chữ là commander-in-chief. Who is the commander-in-chief of the military? Who is the commander-in-chief of the military? Commander-in-chief. Who is the commander-in-chief of the military? Ai là tổng tư lệnh quân đội tối cao? Commander-in-chief. Ai là tổng tư lệnh quân đội tối cao? Câu trả lời là president. The president. Tức là tổng thống là tổng tư lệnh quân đội tối cao của quân đội Hoa Kỳ. Câu kế tiếp chúng ta học là who signs bills to become laws? Who signs bills to become laws? Signs bills. Signs có nghĩa là ký.
Bills có nghĩa là ký dự luật để thành luật. Size bills. Size. Size là ký. Bills là dự luật. Who signs bills to become laws? Ai sẽ ký dự luật để thành luật? The president. Thì câu trả lời cũng là the president. 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 Luật của Hoa Kỳ đó là do Quốc hội lập. Và Quốc hội sau khi mà họ dự thảo xong cái dự luật đó đó, thì họ sẽ trình lên Tổng thống. Thì Tổng thống ký rồi đó, thì nó mới là thành cái luật. Ha. Thì nó mới là thành law. Bills. Nó mới thành là law. Bills là dự luật, chưa có thành luật. Laws mới là thành luật. Là president. Ok, tiếp chúng ta học là who vetoes bills? Who vetoes bills? Vetoes. Veto là gì? Veto là phủ quyết, tức là say no. Vetoes. Who vetoes bills? Ai có quyền phủ quyết các dự luật? Who vetoes bills? Thì câu trả lời là the president. The president. Tức là nếu mà tổng thống không ký dự luật đó, thì nó sẽ là bị veto và sẽ trả về lại cho quốc hội. Trả cái luật đó về lại cho Congress. Thì Congress khi mà tổng thống không ký đó, trả về lại, thì họ có thể là, hoặc là họ sẽ sửa cái luật đó lại, rồi họ gửi lên lại cho tổng thống. Tức là nhiều khi mà cũng phải rất nhiều lần như vậy. Không phải một lần là họ xong đâu. Nhiều khi họ ký quốc hội xong rồi, đưa lên tổng thống. Tổng thống không đồng ý, tổng thống trả lại. Và họ phải sửa lại, họ phải sửa đổi, họ phải thêm bớt gì đó theo yêu cầu của tổng thống, hay là theo yêu cầu của thượng viện, của hạ viện gì đó. Và họ phải sửa đi sửa lại nhiều lần, cho nên là nó mới thành luật. Hay là nhiều khi là nó cũng không thành luật luôn. Và nhưng mà nếu mà đặc biệt đó là quốc hội, thượng viện, họ có quyền để mà phủ quyết cái quyền của tổng thống luôn. Nếu mà tổng thống mà veto đó, mà quốc hội họ có được 67 thượng nghị sĩ, tức là 2/3 của thượng viện mà đồng ý đó, thì là họ vẫn cũng như là đẩy tới luôn để thành luật, mặc dù là tổng thống veto, nhưng mà cần phải có 2/3 thượng nghị sĩ để mà đồng ý để vượt qua cái số đó. Mà thường thường thì vấn đề này ít xảy ra lắm, tại vì chúng ta thấy giống như là hiện tại đó, thì thượng viện có 100 thượng nghị sĩ, nhưng mà 51 hay là 52, 51 là dân chủ, 49 là cộng hòa. Cho nên là nếu mà họ có muốn đi nữa đó, thì họ cũng phải lôi kéo được khoảng 16 thượng nghị sĩ cộng hòa để mà tham dự chung với họ. Và vấn đề này thì nó rất là khó. Cho nên là tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật. Ok, đó là hôm nay là bài học đầu tiên. Bây giờ các anh chị em nào ai muốn trả bài những câu hỏi này, xin giơ tay lên, mục sư sẽ gọi ha. Mấy anh chị em giơ tay lên, có ai biết cách giơ tay không? Giơ tay là các anh chị em tùy theo cái anh chị em sử dụng vào cái phone hay là cái iPad hay là cái computer ha. Nhưng mà mấy anh chị em nhớ thấy cả bàn tay giơ lên đó, thấy màu vàng đó, đó nhiều anh chị em giơ tay rồi đó. Còn ai mà nhiều khi mà giơ tay ở trước mặt, giơ tay giống như Việt Nam mình đó, thì nhiều khi mục sư cũng không thấy ha. Cho nên mấy chị em giơ tay như vậy đó thì mới thấy được. Bây giờ thì khi mà mục sư gọi thì các anh chị em, những người giơ tay đó, các anh chị em có thể là mở cái mic lên để trả lời. Sau khi trả lời xong đó thì các anh chị em có thể turn up cái mic, tắt cái mic lại ha, tại vì nhiều khi chúng ta vẫn để quên đó, rồi chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ các anh chị em khác cũng nghe được những cái điều gì đó. Ok, rồi mời chị Huệ Dương. I'm here. Ok. Name one branch or part of the government. The president. Ok. Who is in charge of the executive branch? The president. Who is the commander in chief of the military?
To president. Who signs bills to become laws? To president. Okay, who vetoes bills? To president. Okay, very good. Thank you, chị Hoài. Đó, thank you, các chị em, những ai mà không có giơ tay được đó cũng có thể trả lời theo ha, vẫn có thể trả lời theo. Nhưng mà khi trả lời thì chúng ta khoan có mở cái mic chúng ta trả lời theo đến khi đến phiên của chúng ta hãy trả lời. Ok, rồi mời chị người kế tiếp là chị Natalie ha. Natalie, ok. Yes, I'm here. Ok, very good. Who is in charge of the executive branch? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who vetoes bills? The president. Name one branch or part of the government. Congress. Okay. Nên học là president, ha? Huh? Yes. Okay. Who signs bills to become laws? The president. Okay, right. Thank you, chị. Yeah, thank you, teacher. Okay, rồi người kế tiếp mời chị Lan. À, con ạ. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who signs bills to become laws? The president. Who vetoes bills? The president. Name one branch or part of the government. The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Okay, very good. Thank you, chị, yeah. Chị Lan. Okay, người kế tiếp mời chị Liêm. I'm here. Okay, right. Who vetoes bills? The president. The president. Huh? President. President. Who signs bills to become laws? The president. Okay. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Name one branch or part of the government. The president. Okay, very good. Thank you, chị. Thank you, officer. Yeah. Okay, rồi chị Hiền. Yes, I'm here, teacher. Okay. Who signs bills to become laws? The president. Who vetoes bills? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Name one branch or part of the government. The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Okay, very good. Thank you, chị Hiền. Thank you, teacher. Okay, rồi. Người kế tiếp xin mời chị Nga. I'm here. Name one branch or part of the government. The president. Who vetoes bills? The president. Who signs bills to become laws? The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Okay, rồi. Thank you, chị Nga. Very good. Thank you, Mục sư. Ok, rồi mời chị Loan. Dạ. Okay. Hello, em chào Pháp Sơn. Yes. Who is in charge of the executive branch? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Name one branch or part of the government. The president. Who vetoes bills? The president. Who signs bills to become laws? The president. The president. Very good. Okay, thank you, chị Loan. Yeah, thank you, Pastor. Okay, rồi chị Bương, người kế tiếp. Okay, who vetoes bills? The president. Okay. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Name one branch or part of the government. The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Who signs bills to become laws?
The president. Okay, very good. Thank you, chị Bường. Thank you, teacher. Rồi, người kế tiếp mời chị Phương. Yeah, yes, I'm here. Who is the commander-in-chief of the military? Yeah, president. Who is in charge of the executive branch? The president. Who signs bills to become laws? The president. Name one branch or part of the government. The president. Who vetoes bills? The president. Okay, rồi. Thank you, chị. Yeah. Thank you, Mục sư. Okay, rồi. Người kế tiếp, chị Lâm. Yes, I'm here. Okay. Name one branch or part of the government. The president. Who vetoes bills? The resident. Who signs bills to become laws? The resident. The president. 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 Okay. Okay. Who is the commander-in-chief of the military? The resident. President. Okay. Who is in charge of the executive branch? The resident. The president. 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 Ok rồi, cảm ơn chị Lan. Chị Mỹ Vân, người kế tiếp. Who vetoes bills? The president. The president. The yeah. President. Okay. Who signs bills to become laws? The president. Okay. Who is in charge of the executive branch? The president. Okay. Name one branch or part of the government. The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Okay, rồi. Thank you, chị. Thank okay, you. Rồi. Mời chị Hà. Yes, I'm here. All right. Who signs bills to become laws? The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who vetoes bills? The president. Name one branch or part of the government. President. Okay, rồi. Thank you, chị. Very good. Yeah, thank you, Tổng sư. Okay, rồi người cuối cùng. Chị có chữ T đó. Dạ, chị tên gì? Con phải không, Mục sư? Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ chị dạ, đó. Con tên ở Việt Nam là Rằm, nhưng mà sang đây theo cái giấy thẻ xanh ấy, họ cứ gọi Thi thôi. À, ok. Dạ. Thu dạ. Rằm đó, phải không? Dạ. Sinh vào ngày Thu Rằm, phải không? Dạ, con là 30, không phải. Không phải. Ok. Dạ. Ok, rồi. Chị Rằm ha. Okay. Dạ. Ok, rồi. Name one branch or part of the government. The president. Okay. Who vetoes bills? The president. Who is the commander-in-chief of the military? The president. Who is in charge of the executive branch? The president. Who signs bills to become laws? The president. Okay, very good. Right, thank you, Gan Chị Em. Yeah, thank you, Mục sư. Yeah, okay. Hôm nay các anh chị em có ai là người đầu tiên? Mục sư ơi, có ai là người đầu tiên mà học bài này chưa? Có ai người đầu tiên mà lần đầu tiên học đây ạ. Câu này. Dạ, em là Mục sư. Dạ, yeah, rồi, okay. Yeah. Tức là chưa học gì hết và giờ vô học câu này đâu phải không? Dạ. Yeah. Okay, rồi. Năm câu đầu tiên này đó có cùng một cái đáp án là the president. The president, ha. Chúng ta nghe. Chúng ta học theo cái hệ thống như vậy. Cho nên là những câu sau đó, chúng ta cũng tiếp tục trong cái hệ thống đó. Thì mọi người học rất tốt ngày hôm nay, ha. Ok, rồi bây giờ mục sư sẽ đi qua bài học kế tiếp. Hôm nay chúng ta có thể là hơi quá giờ một chút. Bài học kế tiếp chúng ta
trong những cái câu đọc và câu viết, chúng ta cần biết tất cả là 88 cái từ. Nếu mà chúng ta biết tất cả 88 từ này đó, thì câu nào chúng ta đọc cũng được, câu nào chúng ta viết cũng được. Chúng ta không phải tự nhiên họ đọc cho chúng ta một cái câu nào đó, ví dụ như là how are you doing, họ không có đọc cho chúng ta viết tự nhiên một cái câu nào đó, hay là họ đọc cho chúng ta là ví dụ như là today I'm going to school, không có ha. Những cái câu này nó có ở trong cái chương trình, và chúng ta cùng đọc và chúng ta cùng cùng viết những cái câu này. Nhưng mà trước nhất đó, chúng ta cần học thuộc, chúng ta cần biết cái mặt chữ, chúng ta cần biết tất cả 88 cái từ này. Thì chúng ta từ nào chúng ta cũng đọc được, từ nào chúng ta cũng viết được. Thì ở đây đó, cái hàng có những cái chữ màu, các chị em thấy màu đỏ đó, tức là trên này cái màu đỏ đó, thì tất cả những từ này là những từ đọc ha, là màu đỏ. Rồi ở phía trên á, những cái từ mà có màu xanh á, là những cái này là chúng ta phải viết được. Có những câu mà nó vừa đọc vừa viết chúng ta cùng kết hợp lại với nhau đó, thì chúng ta có được là 88 từ để chúng ta đọc và chúng ta viết. Và bây giờ chúng ta sẽ qua 88 từ đó. Tiếng Mỹ đó thì chúng ta có những cái câu mà bắt đầu với những cái câu hỏi đó là who. Who là ai? Who là ai? What? What là cái gì? When? When là khi nào? Where? Where là ở đâu? Why? Why là tại sao? Tức là năm câu hỏi bắt đầu với chữ W. Who, what, when, where and why. Chúng ta có thể chúng ta quan sát cái gì đó đó, chúng ta cũng quan sát ví dụ như là who là ai, what là cái gì, when là khi nào, where là ở đâu và why là tại sao. Rồi chúng ta có cái how. How là như thế nào? Thì trong đó nó có những cái là how many. How many là bao nhiêu? How many này đó là đếm được. How many chairs, có bao nhiêu cái ghế? How many tables, có bao nhiêu cái bàn? How many students, có bao nhiêu học sinh? How much. How much là đếm không được. Ví dụ như là how much water, cần bao nhiêu nước? How much money. Money là tiền bạc, đúng không? Nói tiền bạc thì đếm được. $1, $2, $10, $100. Nhưng mà tiền bạc thì thật sự là không đếm được. How much? Ha. Hay là ví dụ như là tình yêu. How much love? How much do you love me? Tức là mấy anh trả lời là I love you very much. How much you love me? I love you very much. Nhưng mà không ai đo lường được cái tình yêu đó. Ha. Nhiều khi đi đâu cũng nói là gặp ai cũng nói là I love you very much hết, không? Ai cũng yêu hết. Chúng ta không biết được là thật sự là bao nhiêu. Hay là have you ever. Have you ever là cái này là trong khi quốc tịch đó, chúng ta có cái câu là have you ever là bạn đã từng bao giờ. Have you ever. Hay là were you ever, did you ever cũng là bạn đã từng bao giờ. Rồi, mấy anh chị em thấy những cái chữ mà có chữ vàng đó. Chữ vàng đó là vừa đọc vừa viết ha, phải viết được đó. Còn chữ trắng đó, chữ trắng là chúng ta cần đọc được. Can là có thể, is hay là are, was, be, is, are, was, be. Trong động từ to be, những từ này có nghĩa là. Do, does. Do, does. Động từ to do có nghĩa là làm. Do hay does. Have, has. Have, has là có. Trong động từ have là có. Come. Come
Come là đến. Come. Lives. Lives là sống. Lived. Lived cũng là động từ live là sống. Lives ở đây đó là nhân vật số 3. Và lived là đã sống. Lived. Meet. Meet là gặp. Hay là meets là gặp của động từ meet. Meet, meets, gặp. Want. Want. Want là muốn. Name. Name là tên. Pay. Pay là trả. Elect. Elect là bầu chọn. Hay là elects là bầu chọn. Nói về số 3, số ít. Vote. Vote là bỏ phiếu. Vote. Ờ. Chữ ờ đó là một cái mạo từ. Mạo từ tức là cái từ từ thêm vào. Ờ. A chair. A table. Hay là ờ là một cái gì đó. The. The là cái, là con, là người. Ở cái chữ ờ với chữ the đó nó khác nhau như thế nào? Ví dụ chữ ờ đó mình có thể nói là a man. A man là một người, đúng không? Bất cứ người đàn ông nào đó. Nhưng mà nói the man. The man là mình nói là cái người này nè, là cái anh này, là cái he is a man, là cái anh này ha. Còn nói a man là ok, một người đàn ông nào đó, đúng không? Còn the man á là chính xác, là cái người này là the man. For là vì. Of là của. And là và. During là đang khi. Here là tại đây. To là đến. In là trong. On là ở trên. We là chúng tôi. Chúng ta. We. First là thứ nhất, đầu tiên. Second là thứ nhì. One là một, số một. Fifty là 50. 100 là 100. Many là nhiều. Most là hầu hết. Largest là lớn nhất. Colors là màu sắc. Thì màu sắc là có red là đỏ. White là trắng. Blue là xanh. Taxes là thuế. Dollar bill là tờ một đô. People là người, những người. North là bắc. South là nam. George Washington. Mình đọc giống như là George, ha? George Washington là tên tổng thống đầu tiên. Abraham Lincoln là tổng thống của Mỹ. Tổng thống thứ 16. John Adams.
John Adams. John Adams là tổng thống thứ nhì. Government. Government. Government là chính quyền. Hồi nãy chúng ta có học ở trong câu 100 câu lịch sử đó. Government. Name one branch or part of the government. Congress. Congress là quốc hội. Congress. Senators. Senators là thượng nghị sĩ. President. President là tổng thống. Câu này chúng ta phải biết, chữ này chúng ta phải biết, không thể nào mà nói là tôi rớt vì tôi không viết được chữ tổng thống, tôi rớt tôi không nghe được chữ tổng thống, tôi rớt tôi không nói được chữ tổng thống ha. President. Father of our country. Father of our country. Father of our country là người cha lập quốc. Cái danh từ này dùng cho ông George Washington là tổng thống đầu tiên. Father of our country. Capital. Capital là thủ đô. Capital. White House. White House có nghĩa là nhà Bạch Ốc, tòa nhà trắng. White House. City. City là thành phố. Chúng ta không đọc là city ha, chúng ta đọc là city. City. City thành phố. State. State là tiểu bang. States. States có chữ S đằng sau là nhiều tiểu bang. State. States. Nhiều tiểu bang. Country. Country. Country là quốc gia. Right. Right. Right là quyền. Bill of Rights. Bill of Rights hay là Bill of Rights là luật nhân quyền. Cái chữ bill á là dự luật, luật đó. Of Rights. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nó luyến luôn đó, đọc lấy, đọc nối tiếp luôn đó là Bill of Rights. Bill of Rights. Các chị em đọc là Bill of Rights cũng được hay là Bill of Rights cũng ok. Bill of Rights, luật nhân quyền. Freedom of speech. Freedom of speech là tự do ngôn luận. Freedom of speech, tự do ngôn luận. Flag. Flag là lá cờ, quốc kỳ. American flag. American flag tức là lá cờ Mỹ. American flag. America. America. America là Mỹ. United States. United States là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. US. US. Washington. Washington là tên của Tổng thống. Và Washington ở đây cũng là Washington là tiểu bang. Washington DC. Washington DC có thêm chữ DC là thủ đô Washington DC. Alaska. Alaska là tiểu bang Alaska. California. California là tiểu bang California. Delaware. Delaware là tiểu bang Delaware. New York City. New York City là thành phố New York. Canada. Canada. Canada là Canada. Mexico. Mexico. Mexico là Mỹ Tây Cơ. February. February là tháng 2. May. May là tháng 5. June. June là tháng 6. July. July. July là tháng 7. September. September. September là tháng 9. October. October. October là tháng 10. November. November.
November là tháng 11. President's Day. President's Day. President's Day là ngày tổng thống. Memorial Day. Memorial Day. Memorial Day là ngày chiến sĩ trận vong, tức là ngày tưởng niệm những người lính Mỹ đã hy sinh trên chiến trường. Memorial Day. Flag Day. Flag Day. Flag Day là ngày lá cờ. Independence Day. Independence Day. Independence Day là ngày độc lập, July 4. Labor Day. Labor Day. Labor Day là ngày lễ lao động. Columbus Day. Columbus Day. Columbus Day là ngày Columbus, là ngày ông Columbo khám phá ra châu Mỹ năm 1492. Thanksgiving. Thanksgiving. Thanksgiving có nghĩa là ngày lễ tạ ơn. Thanksgiving. Đó là 88 từ mà các anh chị em hôm nay chúng ta học qua để chúng ta biết, và chúng ta có thể đọc và chúng ta có thể viết được tất cả những cái câu trong 60 câu đọc và viết. Rồi hôm nay các anh chị em có ai có câu hỏi gì, có đóng góp gì về buổi học ngày hôm nay không? Thì ai lần đầu tiên thì mục sư xin mời các anh chị em, nếu có đóng góp, có gì chia sẻ thì mời các anh chị em. Ok rồi, không biết là mấy chị giơ tay là còn giơ tay từ hồi nãy hay là mới giơ tay lại? Dạ, từ. Ok, dạ, chị Thùy, Thùy Liên hả? Dạ, Thúy Liên ạ. Thúy Liên, ok rồi, mời chị Thúy Liên. Dạ. Dạ, chào luật sư, tại hôm nay buổi học đầu tiên. Nhưng mà nãy giờ thầy cho đọc 80 câu đó, 88 câu, tại đọc nhanh quá, đâm ra em ghi không kịp. Giờ xin lỗi thầy, có thể cho đọc lại từ đầu lại được không ạ? Dạ, ok. Ở trên cái, mục sư có một cái YouTube thì mục sư sẽ để post ở trên đó. Và cũng sẽ làm một cái buổi ngày hôm nay để mà các anh chị em, những ai có thể là tham gia lại đó, thì có thể là xem lại ha. Dạ. Dạ. Dạ, ok. Ở trên YouTube cái câu mà 60 câu đọc viết đó có ở trên đó. Dạ. Dạ. Luật sư, mục sư. Một điều nữa tôi muốn nói với các anh chị em là tôi không phải là luật sư ha. Tôi là mục sư. Luật sư đó là ra tòa để cãi, đúng không? Tôi không phải là luật sư. Tôi là mục sư tin lành. Tôi là người giảng đạo. Tôi là người giảng đạo Chúa ha. Đó, tôi là mục sư chứ không phải tôi là luật sư. Mục sư. Dạ. Thưa mục sư. Dạ. Mục sư. Mục sư cho hỏi mục sư. Giống như mình muốn giơ cái tay mà ở trên cái bảng cái iPad của mình đó, là mình muốn giơ cái tay có cái bằng tay vàng vàng đó, là mình chấm vào đâu? Chị dùng cái máy gì? Chị dùng cái phone hay chị dùng cái gì? iPad. Dùng cái iPad. Dạ. iPad. Chị có thấy ba cái dấu chấm không? Yeah. Có ba cái dấu chấm, dạ. Chị ơi. Có ba cái dấu chấm rồi more đó phải không? Rồi nhấn vào đó thì nó có cái bàn tay giơ lên hay là raise hand á. Yeah. Cái đó thấy, và cái raise hand, cái giơ tay lên. Yeah. Yeah. Yeah, ba cái dấu chấm ở phía dưới đó, ba dấu chấm ở bên tay phải đó. Yeah. Rồi nhiều khi mà cái màn hình cái máy của chị mà nó thông minh, nó thấy chị giơ tay lên, nó cũng giơ tay cho chị nữa. Dạ. Dạ. Nó thấy chứ. Dạ rồi, chị Thủy giơ tay phải không? Chị Thủy. Chị Lệ Thủy. Giơ tay làm thử thôi hả? Dạ. Thật sự. Dạ rồi, làm cho chị làm coi. Dạ tắt không được rồi. Dạ. Dạ. Dạ sư, một sư, dạ con tiến trần.
Dạ. Dạ thưa mục sư, cho con hỏi là sau mấy câu đọc việc cùng mục sư có cái file document không ạ? Nếu được thì xin mục sư gửi email cho chúng con. Dạ, dạ mục sư sẽ gửi ha. Dạ, để con gửi email phải không mục sư? Dạ, dạ được, dạ. Dạ, dạ, con cảm ơn mục sư. Dạ. Dạ. Dạ, ok. Dạ, rồi. Dạ, có anh chị em nào có câu hỏi gì về bài học ngày hôm nay không? Hay là về lớp học của chúng ta? Có nè, mục sư. Dạ, ai? Dạ. Anh Đức. Dạ, ok, dạ mời anh Đức. À, tính hỏi là, thí dụ như mình muốn xem lại thì vô cái website để xem lại cái bài học hôm nay không? Mục sư, hồi nãy có kêu bài chắc không kịp. Dạ, dạ được, dạ sẽ gửi cái xem lại bài vô học cái website của em, xem lại ha. Hoặc là mai mốt có ngày nào bận bắn mình cũng có được học lại trong cái bài học rồi. Dạ, dạ được, dạ. Vô website mình xem á, mục sư. Dạ, ok, rồi để mục sư chia sẻ các anh chị em xem ở trên cái dạ. YouTube đi mục sư. Để mục sư mở cái YouTube lên để mọi người dạ rồi, ok, để mình sẽ chia sẻ cái website để mấy anh chị em thấy. Và mọi người thấy rồi phải không? Dạ, các anh chị em vào trong YouTube đó, hoặc là các anh chị em kiếm ở trên cái search đó, đánh vào mục sư Phúc, hay là có thể đánh vào youtube.com, rồi gạch xuống một cái đánh chữ mục sư Phúc thì các anh chị em sẽ vào cái kênh này ha. À, mục sư Phúc, các anh chị em vào đây. Và những cái bài học ngày hôm nay đó thì là các anh chị em thấy ngày hôm nay đó là chúng ta học ở trong đây là có tất cả 60 câu đọc viết ở đây. Các anh chị em có nhìn thấy không? Mục sư đang chỉ ở đây. Đây là 60 câu đọc viết ở đây ha, có tất cả những cái từ ở trong đó. 60 câu đọc viết ở đây. Rồi chúng ta xem đó thì bài học 100 câu đó là ở đây. 100 câu hỏi lịch sử quốc tịch Mỹ là chúng ta xem ở đây. Câu bài số 1 hôm nay là The President. The President là ngày bài số 1 ngày hôm nay. Đó, các chị em vào ở trong cái website này, Mục sư Phúc, trên YouTube. Và ở đây có một cái những bài học ở đây. Dạ, mọi người thấy được rõ chưa? Mọi người thấy được đầy đủ chưa? Thầy giảng năm dạ không biết anh chị em có nghe được mục sư nói không, hình như là cái zoom nó, cái internet nó bị chậm phải không, nó bị giật phải không? Yay. Yay.
Dạ, các anh chị em có thấy được, có nghe được không? 1, 2, 3. One, two, three. Các anh chị em có nghe được không? Dạ, nghe. Dạ, nghe. Rồi bây giờ nghe được rồi, phải không? Bây giờ nghe được rồi ạ. Lúc trước không được đâu ạ. Dạ, tại vì chắc là internet mới vừa bị không ổn định một chút. Dạ rồi, các anh chị em có thấy được cái YouTube chưa? Dạ, thấy. Thấy rồi ha. Dạ, ok. Dạ. Rồi, các anh chị em có ai có câu hỏi gì nữa không? Dạ em dạ. Ok em rồi, chị Xuyến. Dạ. Dạ. Chứ mục sư có thể là cho chị Thủy Phạm đó, mục sư, cái chuyện mà thi đậu cái ngày 21 tháng 12 lên chia sẻ mục sư. Cái chuyện mà nói chuyện cười cười mà nói chuyện dạ cái chị đó chỉ thi đậu á. À hả? Dạ. Thì hôm nay là để một chị bữa nào thầy. Ok. Rồi, để chắc là chị sẽ nhắn chị lên ha. Dạ. Rồi. Dạ. Em muốn nghe gì đó chị chia sẻ, cái chị đi thi. Ok, rồi. Một cái là chắc một sư, một cái có thể là chúng ta cũng sẽ những cái bài học đó, thì một sư sẽ chia sẻ trên trên lớp, có thể là một cái kênh YouTube về lớp học ha. Đó. Ok. Rồi, các anh chị em có câu hỏi gì về hôm nay nữa không? Thì ai sắp thi phỏng vấn tuần này tuần tới? Dạ em. Dạ em tuần tới. Mục sư. 12 phải không? Nguyễn Thị Minh tháng 1 ngày 12. Dạ ok. Dạ em. Rồi chị ngày mấy? Tháng Giêng này ạ. Dạ ngày mấy à? Tháng Giêng ngày mấy? Dạ 11 thưa mục sư. Ừ, ok. Thì cho con hỏi là cái từ mà trong 88 từ hồi nãy, trong đó có cái trong cái hiện tại hay là quá khứ thưa mục sư? Ví dụ như nói là trong hiện tại. Dạ. Ở trong đó đó thì có một số từ là hiện tại, có một số từ là quá khứ. Ví dụ như cái live, lives là cái sống đó, lives là tại, còn live là quá khứ, là sống ha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn mục sư. Dạ. Yeah. Yeah. Thì vậy là thứ tư tuần này là nếu mà được thì mục sư cho con xin được phỏng vấn nha mục sư. Dạ ok, rồi để mục sư sắp đặt ha. Dạ, ok, thì thôi bây giờ mục sư sẽ cầu nguyện kết thúc giờ học. Rồi hôm nay thì mục sư phỏng vấn chị Liên. Rồi sẽ sắp rất phỏng vấn các anh chị em khác sau ha. Rồi mọi người cứ welcome, tại mục sư cầu nguyện đến một số anh chị em thì ở lại để mà tham dự. Chương trình của chúng ta vẫn là tiếp tục trong lớp, nhưng mà mục sư kết thúc bài học để một số anh chị em có thể là đi nghỉ, đi làm việc. Còn những anh chị em nếu mà ai muốn tham dự thì cứ tiếp tục tham dự, không sao, cứ tham dự rồi để khích lệ cho người đi phỏng vấn ha. Dạ ok, thôi giờ mục sư xin mời mọi người cùng đứng lên, mục sư sẽ cầu nguyện kết thúc giờ học buổi tối hôm nay. Kính lạy Chúa, cha kính yêu chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con buổi học đầu khóa 10, mọi sự được tốt lành. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì tinh thần, vì tấm lòng của các anh chị em của chúng con. Xin Chúa mới cùng và Chúa ban phước lành đến các anh chị em của chúng con trong giờ học, giúp đỡ cho những người lớn tuổi, những người yêu tiếng Anh cũng như những người bận rộn để chúng con học bài và chúng con nhớ bài được tốt. Cho chúng con biết nhờ cậy vào Chúa. Chúng con cũng nhớ đến và chúng con cầu nguyện cho chị Kim Liên vào ngày 12 tuần sau, chị sẽ đi phỏng vấn. Xin Chúa cùng ở cùng, Chúa cho sự chuẩn bị được tốt và Chúa cũng ban phước lành trên các anh chị em của chúng con trong thời gian này.
cho chúng con một giấc ngủ ngon. Chúa cũng gìn giữ bảo vệ mọi người ở trong mùa dịch bệnh này, cho mọi người được mạnh khỏe bình an. Chúng con nhờ cậy vào Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì khóa học này, và chúng con xin dâng mọi sự lên Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn các anh chị em. Dạ, cảm ơn mục sư. Nếu mà mấy anh chị em có ai có muốn đóng góp ý kiến về lớp học, về chương trình, nếu mà ngại chia sẻ trên lớp thì cứ email hay là gửi text message cũng ok ha. Nhiều anh chị em thì nhiều khi là ngại phát biểu trước đám đông hay là gì đó thì dạ cũng có thể hỏi hỏi email hay là cũng ok. Mấy anh chị em học hôm nay thấy được không? Dạ được. Ráng học. Thi quốc tịch là một cái kỳ thi quan trọng, cho nên là chúng ta phải phải ráng học. Mấy anh chị em đi thi bằng lái xe cũng phải học, đúng không? Đi thi bằng làm việc cũng phải học đó, cho nên là chúng ta phải phải cố gắng. Rồi, dạ, chương trình là dạ, sẽ dạ. hướng dẫn đầy đủ để các anh chị em đi thi được tốt ha. Hôm nay thì chị Liên xin đâu chào rồi? Mục sư Kim Anh, xin chào mục sư. Chào chị Kim Anh. Dạ, hôm nay mình đức là chị ông xã ông dạ, học. Ok, rồi. Dạ, hôm nay lên nghe chút nữa mục sư phỏng vấn 4 tháng 1 Kim Anh thi rồi. Dạ. 1 giờ rưỡi chiều. Dạ. Ok. Chị bây giờ chút sư phỏng vấn lên nghe lên. Chị muốn phỏng vấn hay là chị muốn nghe? Nghe cũng được, tại sao mục sư hết giờ rồi. Mục sư dạ. ơi. Mục sư dạ. phỏng vấn chị. Dạ. Mục sư ơi, đây là lần đầu tiên mục sư phỏng vấn con mong là mà con trả lời được. Yeah. Chị Kim Anh ơi, vậy là thứ bảy là cả lớp được nghe chị chia sẻ là chị đã đậu quốc tịch rồi. Hy vọng. Dạ, yeah, chúc chị. Cũng hy vọng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là lời hứa của Thiên Chúa dành cho các bạn. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên các bạn. Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý cụ ông bà chị em đã dành thời gian cùng học luyện thi quốc tịch với Trung tâm Cơ đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center. Qua chương trình học ngày hôm nay, các bạn giúp để lại ý kiến, comment, chia sẻ, share cho cộng đồng Việt Nam mình và đăng ký subscribe kênh YouTube để đón nhận những video mới, bài học kế tiếp. Chúc các bạn may mắn trong buổi phỏng vấn quốc tịch Mỹ và cầu xin Thiên Chúa ban sức mới và sự phước hạnh trên quý cụ ông bà anh chị em.